Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Sau khi ta trùng sinh, chịu sự sùng bái và kính nể của chúng yêu thú, được ban cho danh đại tộc trưởng, đương nhiên đối với danh tiếng này ta vốn không hề quan tâm. Chờ sau khi Thanh Long vực dậy, nó nhiều lần gây hứng với ta, muốn quyết đấu xem ai là kẻ thống trị thế giới yêu thú này. Đối với điều này, ta vốn không có chút hứng thú nào, nhưng sau đó thật sự là bị nó làm phiền rồi, cuối cùng vẫn chọn nghênh chiến. Chiến đấu với Thanh Long ta thắng rồi, cùng thủ hạ lưu tình không giết nó, nhưng vào lúc ta xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Thanh Long ám toán, nó dùng sức mạnh không rõ nguồn gốc đánh nén phía sau ta. Lúc đó ta còn chưa biết, thì ra luồng sức mạnh mà Thanh Long sử dụng là sức mạnh cổ thần. Ta dựa vào năng lực trùng sinh, hồi sinh, nhưng trùng sinh lần này đối với bản thân ta cũng tiêu hao cực lớn. Ta biết với sức mạnh lúc đó của mình không giết được Thanh Long. Mắt thấy Thanh Long sợ đến mức quỳ xuống xin tha, ta cũng tương kế tựu kế, giả vờ tha cho nó một mạng. Điều ta cần làm là chờ thực lực của mình trở lại trạng thái đỉnh phong chân chính, sau đó mới tìm nó tính sổ. Mà bây giờ chính là thời cơ phục thù, cho nên cậu đừng ra tay, thù của Thanh Long nhất định là phải để ta tự báo. Chu Tước, lần này là ta thắng rồi, ta mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Không, mọi chuyện mới vừa mới bắt đầu, nhưng sẽ kết thúc nhanh thôi. Vùng vẫy cũng vô ích thôi, sau khi hy vọng nhỏ nhoi sẽ chỉ khiến cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Chỉ cần giết ngươi, cả thế giới yêu thú này sẽ không còn kẻ địch của ta nữa. Thế giới yêu thú không, còn có thế giới loài người, toàn bộ đều phải thuần phục dưới chân của ta. Chờ đã, chỗ này là bề mặt trời, rốt cuộc cô muốn làm gì? Không không không, buông tay, mẹ nó cô buông tay. Ta vì chuyện này bày mưu lâu như vậy, sao có thể? Dựa vào đâu mà cô sinh ra đã có năng lực trùng sinh, có thể dục hỏa trùng sinh, không ngừng tiến hóa, mà ta chỉ có thể cầu xin thủ đoạn và sức mạnh từ ngoại giới. Cho dù ta từ bỏ bản thân, làm đến mức này vẫn công cốc. Hủy diệt. Ta không phục, ta không phục. Không. Dục hỏa trùng sinh. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ kế hoạch của ta lại tiến hành thuận lợi như vậy. Không lẽ các ngươi thật sự cho rằng kế hoạch của ta chỉ là hấp thu sức mạnh của thế giới yêu thú? Thật ra sức mạnh của thế giới yêu thú sớm đã không thỏa mãn được ta nữa, cho dù lợi dụng khí huyết của con người cũng không đủ. Thỏa mãn với điều này chỉ có Thanh Long và yêu thú các người mà thôi. Vốn ta luôn khổ sở do không thể nào thoát khỏi trói buộc của thế giới này. Nhưng ta lại tình cờ biết được câu chuyện người trùng sinh ở trong mặt trời, cho nên ta mới dụ Thanh Long đi gây hứng với người. Lần trước không thành công là vì thực lực của bản thân Thanh Long không đủ, nhưng lần này ta cho nó sức mạnh của ta, cuối cùng cũng ép ngươi vào đường cùng. Tất cả những chuyện này đều là mưu kế của ta. Cuối cùng ta cũng đến hành tinh này rồi, có thể hấp thu năng lượng lớn mạnh hơn. Chim non, cảm ơn ngươi mang ta thoát khỏi sự trói buộc của thế giới này. Đến đây, bây giờ ngươi không còn tác dụng gì nữa, chết đi. Bao lâu rồi? Đã lâu rồi, không lên trên hành tinh tản bộ rồi. Cảm giác này thật khiến người ta hoài niệm. Đầu trọc bất diệt, võ đế tôn. Từ người thường trở thành võ tôn mạnh nhất chỉ tốn thời gian 2 năm.
nhưng mãi đến đột phá khí quyển, có thể đi trên mặt trời hàng tinh. Cường độ cơ thể đã đến tầng chí tôn hóa cảnh kiên cường vững chắc. Gió trên hàng tinh này vẫn nóng và hống hách như vậy. Là người, ngươi cũng cùng ta theo trận truyền tống của Chu Tước đến đây, nhưng tại sao ngươi có thể làm đến bước này? Tuy ta biết hắn không phải là nhân loại thường, nhưng có thể làm đến mức này thật sự là nằm ngoài dự tính của ta. Ta theo lời hiện không tham dự vào chiến đấu giữa cô và Thanh Nồng, nhưng bây giờ cổ thần này phải giao cho tôi. Dù sao thì tôi là người thích sưu tầm cổ thần. Được được. Dùng cơ thể con người lại có thể chịu đựng nhiệt độ bề mặt của hành tinh. Lão tổ Hoàng Long, người truyền thừa mà ngài chọn, chúng thật sự chỉ là con người hay sao? Chịu xung kích năng lượng cấp hành tinh, mở khóa tài khoản trái tim Hoàng Long. Còn loại chuyện tốt này, ban đầu lúc sáng lập thế giới yêu thú, cơ thể của Hoàng Long hóa thành đại địa nuôi dưỡng yêu thú, trái tim của Hoàng Long hóa thành ánh sáng soi dọi yêu thú. Bây giờ hai tài khoản đặc biệt đã mở khóa, gộp lại, mở khóa tài khoản cấp hạn chế, Kim Đế Hoàng Long. Kim Đế Hoàng Long. Tài khoản cấp hạn chế, đây chính là hình thái sức mạnh hoàn chỉnh của Hoàng Long hay sao? Ngầu thật đấy.